tìm đối tác xuất ăn công nghiệp, nhà hàng, quán ăn cho sản phẩm chuối già thơm dẻo, giàu dinh dưỡng. Chuối già giống Nam Mỹ được công ty Union Trading trồng tại vùng đất đỏ Ba Giang giàu dinh dưỡng Bình Phước. Với định hướng phát triển bền vững, công ty Union Trading đã đầu tư làm nông nghiệp sạch một cách bài bản, nghiêm túc, ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để mỗi cây chuối vừa đạt được năng suất cao, vừa cho ra đời những quả chuối giàu dinh dưỡng. Khi thưởng thức chuối của Union Trading, cả năm giác quan đều được thỏa mãn. Quả chuối thon dài, tròn đầy, màu vàng tươi bắt mắt, có hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh, dẻo thơm đặc trưng. Union Trading mong muốn tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho người Việt, từ đó thâm nhập những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông. Đồng hành cùng Union Trading, quý đối tác hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Quý đối tác có lợi nhuận hấp dẫn và bền vững, và còn được hỗ trợ truyền thông, tìm khách hàng miễn phí. Gọi ngay 076-700-6666 để đặt chuối số lượng lớn hoặc nhận chính sách đại lý.